Xin chào tất cả các bạn, hôm nay tôi xin mời các bạn đến một cửa hàng làm cửa và gò tôn đúng không ạ? Mời các bạn cùng xem. Là thợ đang làm một cái ống khói các bạn ạ. Cái này là làm cho một cái nhà hàng lớn, nhà rất là to. Đây là những cánh cửa mà khách người ta đặt để em đặt. Như vậy thì có phải là gò không em?